Sau gần 2 tiếng thì bây giờ mới làm xong anh em ạ. 3 cam. Một cái trong chạy này. Đây, 3 cái đây. Đây, một đàn lợn. Đây là cam thứ hai này. Đây là cái thứ ba. Ok. Thưa anh em nhé, đây là toàn bộ cái video thì hẹn anh em video hôm khác. Chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Với cái khoảng cách dưới 10 mét này thì anh em không cần phải đấu dây điện lên nhé, nó lỏng ngoằng. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách nối như này. Nối như này nó rất là hay. Dưới 10 mét anh em nhá. Là dây nhỏ vàng thì được dưới 10 mét này. Đây, dây loại này này. Thì anh em nối thoải mái. Dưới 10 mét thì anh em nối thoải mái. Còn lớn hơn 10 mét thì anh em phải dùng dây khác nhé. Hoặc là anh em phải nối qua đường đường ổ cắm. Lòng măng mì tôm như này. Hôm trước rõ ràng là lại ra hết dây rồi, bây giờ lại lòng măng hết cả lên này. Rồi. Đây anh em đấu, anh em cắt cái dây nguồn này ra này. Ở trong này nó chỉ có mỗi hai dây thôi. Cắt tầm này. Ở trong này có mỗi hai sợi thôi. Dây này tuốt tuốt cũng được phết đấy. Anh em lưu ý đấu đúng hai đầu nhá, đỏ vào đỏ nhá. Do anh em quy định thôi. Thường là tôi đỏ sẽ cho vào dây sợi đỏ. Còn đen tôi sẽ cho vào sợi trắng. Đấu như này nó gọn gàng. Nhiều anh em đấu lại tốn thêm cho khách hàng thêm một cái ổ cắm, một cái phích cắm. Đấy, một đoạn dây. Ở đây tôi mất mỗi đoạn dây thôi. Xong anh em dùng băng dính anh em cuốn lại thôi.
hai đầu anh em nối giống nhau nhá. Nó giống như kiểu cánh tay nối dài thôi mà, không có gì. Thế là được rồi nhỉ. Sau anh em thít dây vào thôi. Đấy. Đấy, một đoạn như này anh em tiết kiệm được bao nhiêu? Đầu đầu nguồn này thì anh em cũng nối như thế nhé. Cái đoạn cách hơn 10 mét là nó cái dây này nó yếu, nó không lên được đâu anh ạ. Anh em lưu ý đừng có nối dài quá nhé. Nối dài để bảo tôi sử dụng. Đấy, rồi anh em quấn băng dính vào đó.
Đây anh em thấy ok chưa? Cam nó có một đoạn dây đi xuống, xong đi qua thanh này. Đấy. Đi sang góc bên này, không xuống. Đây, tí sẽ bó gọn lại cái đoạn này. Ok. Bây giờ đoạn này là coi như là xong rồi. Bó mấy cái dây này lại nào. Bó mỗi cái dây của mình thôi anh em ạ. Ở đây hay thay đổi. Ở đây mình không thể bó được hết. Ui, đau thế. Alo. Chưa chưa anh ơi. Đấy, anh không có đồ để sửa à? Rồi. Đây ok rồi đấy anh em muốn lật ảnh thì anh em vào cài đặt nhé, hình hình cái lục lăng ấy, xong bấm một thêm xoay này. Giao diện mới anh em ạ. Quay sang bên nào nhỉ, cái thang à? Đây đây. Đấy anh em thấy không? Ok chưa? Cái này xoay được khá là ok đúng không? Đây tôi đang ở đây đây. Đấy. Đấy, sau này. Như vậy đã xong một cái. Cái thứ hai là cái góc bên kia. Góc bên kia thì phải đấu đấu nhảy anh ạ. Sang khảo sát xem ạ. Bên này cũng vị trí như lúc nãy.
nhưng mà phải thêm dây, để đấu từ cái góc này, chạy sang ngắt điện đi đã, xem là mấy mét này, 1, 2, 3 3 mét, 3 mét dây. Anh em đi làm này nên mua lại cái nguồn âm này nhé, nguồn âm này tiện lắm. Ngắt điện đi đã, cầu dao tổng, ở đây đâu, đây là lên nào, không thấy cầu dao, cầu diếc gì đâu. À, lì oa. Áp, tổng ngoài kia. Anh em đi làm nên dùng cái jack âm này, đấu nó rất tiện lắm. Xong tí nữa mình cắm thẳng cái rắc nguồn vào đây này. Thank you.
1 mét này, 2 mét này, 3 mét. 3 mét này. Anh em cũng lại làm bến. Cái góc ở bên kia thì anh em không cần phải cắt dây nhé, mình đã làm cái làm cái đầu âm này rồi thì cứ cắm thẳng trực tiếp luôn, được tắt điện đấy. Nước át ngựa ở đầu ấy. Át ở trong nhà. Chết chứ, át ở trong này rồi. Khóa không? Khóa mẹ rồi. Làm bi thuốc lào cho nó ấm lòng anh ạ. Át này lại át ở ngoài rồi. Đây nhỉ, về đấu thẳng trực tiếp đây rồi. Đây này vòng 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 xuống. Đây đấu vào đây. Đây đấu thẳng rồi. À, không phải. Đây. Đây là đồng hồ. Đây xuống đây. À đây 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 đây. Đây, à đây. Điện đóm để anh em kiểm tra cẩn thận. Hồi toang đấy. Đúng rồi. Quyền cầm luôn cả đồ của mình. Ở đây có mấy cái ổ điện nhưng mà mình sẽ không đấu ở đây. Đấu thẳng lên trên này luôn. Wow.